Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển nữ Đức và nữ Colombia. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của vòng bảng vòng chung kết FIFA World Cup bóng đá nữ 2023 của hai đội và sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ 30 ngày 30 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Và các cầu thủ nữ Đức trận đấu này sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp nữ Colombia với mức kèo là 1,75, mức kèo phải tăng hai trái và hạ xuống còn 1,5. Mức tài xỉu trận đấu này là ba trái 3,25 và 2,75 tỷ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình, các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm cho đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì trong quá khứ đội tuyển nữ Đức và nữ Colombia chưa từng gặp nhau, đây mới chỉ là lần đầu tiên cho nên cũng không có thông số đối đầu để gửi tới cho các bạn. Năm trận thi đấu gần nhất của nữ Đức thắng 3 và thua 2, còn 5 trận thi đấu gần nhất của nữ Colombia thắng 2, hòa 2 và thua 1. Và ở lần chạm trán này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào nữ Colombia được chấp 1,75 hoặc là an toàn hơn bạc hơi thấp, các bạn lựa mức kèo được chấp và hai trái nha. Vì sao? Mặc dù lần đầu tiên chạm trán với nữ Đức thì nữ Colombia bị đánh giá cửa dưới, tuy nhiên thì nếu mà xét về thể lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với nữ Đức thì nữ Colombia họ cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu đâu. Trận đấu này nữ Colombia sẽ có được đầy đủ lực lượng tốt nhất để chạm trán với nữ Đức. Thứ hai đó thì do cái mức kèo chấp nó cũng hơi cao. Nếu như trận đấu này mà nữ Colombia cầm hòa được nữ Đức, thậm chí là có để thất bại trước nữ Đức với cách biệt là một bàn, thì chúng ta chọn nữ Colombia chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Với lại trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước nhiều điều, khi mà 90 phút chưa thúc không phải lúc nào cửa dưới thì mới nhận thất bại đâu. Thời gian ở đây thì cái phong độ của nữ Colombia đang rất là ok và hàng thủ đang chơi tốt, thì biết đâu trận đấu này nữ Colombia mới là những người giành chiến thắng thì sao. Cho nên trận đấu này bắt đầu tư tưởng mình ưu tiên chọn nữ Colombia được chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là ba trái 2,75 và 3,25. Thì mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, tuy nhiên thì ở thời gian đây hai đội đang có phong độ tốt cũng như là những lượt trận gần nhất á, thì đang có hiệu suất cơ bản ổn định, thì mình nghĩ trận cầu này tiếp tục sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều thắng ghi. Dự đoán sẽ có trên 3 bàn, sẽ là có thể là hai đội hòa nhau hai đều hoặc là 2-1 hay là 3-2 như vậy trận nước Đức. Mình nào tư tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Và ở mức hiệp 1 thì cái mức kèo chấp là 0,75 và tài xỉu là 1,25. Thì giờ do đó hiệp 1 với phong độ đang ổn định và thực lực nó cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu hơn là mấy so với nước Đức và hàng thủ đang chơi tốt ở thời gian đây, thì có thể là hiệp 1 nữ Colombia họ cũng sẽ không thua đâu, thậm chí là nữ Colombia mới là những người có bàn dẫn trước. Dự đoán hiệp 1 1-0 như vậy cho nữ Colombia hoặc là hai đội sẽ cầm chân nhau với số lô hòa một đều. Thì một các bạn chọn nữ Colombia được chắc nha, và canh tài hai cộng một trái thì vào tính vài trận đấu một chốt kèo là chọn nữ Colombia và đá tài ở hiệp một cũng vậy. Chúc này may mắn nha.